Thưa quý vị và các bạn thân mến, hai vết chàm khó tẩy của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm là con trai của Đại tá Công an Tô Quyên, cựu giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng cũ, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông. Tô Lâm vốn là thư ký của Thượng tướng Công an Nguyễn Văn Hưởng, một cố vấn đặc biệt của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề an ninh quốc gia. Tô Lâm là người ký văn bản mật yêu cầu duy nhất mobile phone được phép mua AVG. Vì liên quan đến an ninh quốc gia và với văn bản mật quan trọng này thì kiểu gì Tô Lâm chả được chia chác từ số tiền 8.000 tỷ rút ruột từ nhà nước đó. Nhưng tại sao ông Tô Lâm vẫn không hề bị ông Nguyễn Phú Trọng sờ gáy, thậm chí không hề được nhắc tên đến trong vụ đại án mobile phone mua AVG? Tô Lâm giành được ghế ủy viên Bộ Chính trị trong cuộc đua với Bùi Văn Nam tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12. Trong cuộc đua đó, Thứ trưởng Bùi Văn Nam được sự ủng hộ của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương thuộc ngạch Đảng thuộc quyền kiểm soát của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Còn Tô Lâm được sự ủng hộ của Chính phủ, nhà nước mà đứng sau là Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang. Kết quả phần thắng thuộc về Tô Lâm. Lúc đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cảm giác như thế nào thì nhiều người ai cũng có thể đoán ra được. Tô Lâm khi sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đang là người phụ trách an ninh đối ngoại nên thừa kiến thức để hiểu rằng hành động đó sẽ gây những tổn thất to lớn cho Việt Nam ra sao. Nhưng để thoát thân và lấy lòng Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm đã nhắm mắt làm càn. Thời hoàng kim của Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang thì Tô Lâm đã hợp sức với hai người này đi và tiêu diệt những cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng là tướng an ninh Bùi Văn Nam và tướng cảnh sát Lê Quý Vương. Nhưng khi Nguyễn Tấn Dũng bị về vườn sau đại hội 12 của Đảng Cộng sản cầm quyền thì Tô Lâm lại hợp sức với Nguyễn Phú Trọng để đánh rất nhiều án liên quan đến lợi ích nhóm của Nguyễn Tấn Dũng. Và Tô Lâm cũng góp công lớn trong chiến dịch triệt hạ Trần Đại Quang. Vụ Cảng Quy Nhơn là một ví dụ điển hình. Vụ này do một nhóm lợi ích có sự giúp sức của Trần Đại Quang thâu tóm mục đích buôn lậu là chính. Khi đó Tô Lâm là Thứ trưởng Bộ Công an không được sơ múi gì nên sau này lên làm Bộ trưởng cai quả nên đáp lại. Nói về Tô Lâm thì nhiều và nhiều lắm. Báo Tiền Phong ngày 26 tháng 7 năm 2018 cho biết phát biểu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo 138 của Ban chỉ đạo 1 trong Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bày tỏ nỗi lo lắng về tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, buôn lậu, không chỉ ảnh hưởng đến trật tự xã hội mà còn đến cả vấn đề an ninh quốc gia. Vấn đề này ảnh hưởng đến lòng tin của người dân đối với chế độ, gây mất trật tự khi cái gì cũng thấy là đồ giả. Theo Bộ Công an, việc cái gì cũng giả khiến cho ai đó cũng không thể biết được đâu là ranh giới chuẩn mực của xã hội, không dám tin ai cả. Đến thuốc Tây mà Bộ trưởng Bộ Y tế còn cho nhập thuốc giả thì hỏi thử sức khỏe của người dân Việt Nam sẽ đi đâu và về đâu. Thượng tướng Tô Lâm khi đó cảnh báo hàng hóa giả, buôn bán giả, học hành giả, chứng chỉ giả thì đây chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội. Tất tật tật ở Việt Nam cái gì cũng giả, chỉ là sự giả dối là có thật. Phát biểu của Bộ trưởng Công an Tô Lâm kể trên đã buộc người ta phải đặt câu hỏi việc nghi can Trịnh Xuân Thanh tự nguyện từ Đức về Việt Nam đến thẳng trực ban của Bộ Công an xin tự thú như báo chí nhà nước đưa tin là thật hay giả. Trong lúc nhân quyền Đức khẳng định không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông Trịnh Xuân Thanh rời khỏi Cộng hòa Liên bang Đức một cách hợp pháp. Khi trực tiếp tham gia chỉ đạo vụ bắt cóc nghi can Trịnh Xuân Thanh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, một lãnh đạo ngành an ninh đối ngoại, có thể không ngờ và không lường hết được hậu quả của việc làm tai hại này. Hành động đưa mật vụ ngang nhiên bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa trung tâm Berlin đã gây ra một hậu quả vô cùng xấu trong quan hệ quốc tế của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vốn đã lem luốc. Đây được ví dụ như là một hành động thời chiến tranh lạnh và chắc chắn hành vi này sẽ tác động rất lớn trong việc mà các hiệp định thương mại như EFTA và một số hiệp định khác cũng là một cách để mà cứu cánh cho nền kinh tế Việt Nam trong điều kiện nguồn thu ngân sách từ dầu mỏ và các nguồn thu khác đã bị cạn kiệt một cách đáng kể.
Nhiều tướng lĩnh trong ngành công an tỏ ra ngạc nhiên trước quyết định của Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong việc trực tiếp tham gia phi vụ bắt cóc này. Vì theo họ, sự có mặt trực tiếp của ông Bộ trưởng cũng không giúp được gì nhiều cho chiến dịch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức về Việt Nam. Vì với danh sách tướng lĩnh và sĩ quan nghiệp vụ của hệ thống tình báo Việt Nam tham gia nhiệm vụ này, họ có thừa khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, sự tham dự của tướng Tô Lâm còn có thể chỉ là nguồn cơn của sự chủ quan vô trách nhiệm của toán điệp báo khiến điệp vụ này bị vỡ lở. Câu hỏi được đặt ra là vì sao Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lại phải trực tiếp tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và điều này có liên quan gì đến chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an của ông tướng Tô Lâm vốn đã lung lay tại thời điểm đó? Bộ Công an thời của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được coi là tổ chức nhà nước bất khả xâm phạm. Nhiều người cho rằng đó là một siêu bộ hay bộ siêu quyền lực. Theo một số liệu thống kê mới nhất cho biết, nhân sự của Bộ Công an hiện có khoảng 600.000 người, chiếm tới 12% tổng chi ngân sách của cả nước. Tham vọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó thể hiện rõ qua việc chính quy hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động để trở thành một lực lượng có thể đối trọng với lực lượng quân đội, nơi mà Nguyễn Tấn Dũng không có khả năng nắm và điều hành được. Theo đánh giá, Bộ trưởng Công an Tô Lâm là một tướng an ninh có năng lực tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh đối ngoại. Tô Lâm vốn là thư ký của Thượng tướng Công an Nguyễn Văn Hưởng, một cố vấn đặc biệt của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Về vấn đề an ninh quốc gia, đây là một trong những lý do mà Thượng tướng Tô Lâm giành được chiếc ghế Ủy viên Bộ Chính trị trong cuộc đua với Thượng tướng Bùi Văn Nam tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12. Trong cuộc đua đó, Thứ trưởng Bùi Văn Nam được sự ủng hộ của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương thuộc ngành Đảng, thuộc về kiểm kiểm soát của ông Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng. Còn Bộ trưởng Công an Tô Lâm được sự ủng hộ của Chính phủ, nhà nước mà đứng sau là ông Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang. Kết quả là phần thắng thuộc về đương kim Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hiện nay. Tuy vậy, đây cũng chính là cái họa đã và đang đeo đẳng ông Tô Lâm cho đến tận ngày hôm nay. Cũng cần nhắc lại, về nhân sự lãnh đạo công an trong thời gian trước đại hội 12 tháng 12 năm 2015, thì ngoài Bộ trưởng Công an Tô Lâm thì có tới 4/6 thứ trưởng là người của Bà Dũng. Có hai thứ trưởng Bộ Công an được coi là cứng đầu mà Bà Dũng thấy cần phải loại bỏ, đó là tướng an ninh Bùi Văn Nam và tướng cảnh sát Lê Quý Vương. Có một thời tướng Bùi Văn Nam đã bị đẩy về làm giám đốc công an tỉnh Ninh Bình, quê hương của ông Trần Đại Quang, với hy vọng sẽ dùng đàn em Ninh Bình vô hiệu hóa. Cuối cùng, ông Quang cũng đành bất lực. Hai vị tướng này còn trụ lại được đến hôm nay và trở thành cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Phú Trọng vì họ rất giỏi về nghiệp vụ công an và tương đối trong sạch. Do vậy, ông Tô Lâm cũng đã biết thân, biết phận của mình sẽ khó có thể trụ lại được nếu như có một cuộc chỉnh đốn tổ chức do ông Nguyễn Phú Trọng tạo ra. Một lý do khác liên quan đến việc chạy ghế Ủy viên Bộ Chính trị của ông Tô Lâm, nguồn thạo tin nội chính cho biết với chi phí không ít hơn 3 triệu đô la để chạy một suất Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12, đó cũng tương tự như việc ông Đinh La Thăng đã chia phát công khai các phong bì nặng trịch cho các đại biểu Quốc hội để lấy mua phiếu vào Bộ Chính trị. Tại thời điểm mà theo các nhà phân tích thì Đinh La Thăng nếu kiếm được một suất ủy viên trung ương còn là điều khó chứ đừng nói gì đến ghế ủy viên Bộ Chính trị. Dù rằng xuất thân từ một gia đình gia thế, ông Tô Lâm là con trai của đại tá công an Tô Quyền, cựu giám đốc công an tỉnh Hải Hưng, cựu cục trưởng cục cảnh sát giao thông. Là bộ trưởng công an, song Tô Lâm thuộc dạng ít tiền hơn so với các quan chức khác. Đó là cái kẹt nhất đối với Tô Lâm tại thời điểm khi chức vụ ủy viên Bộ Chính trị đang ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Không có khoảng 3 triệu đô la thì mất ghế và vị cứu tinh của Tô Lâm vào thời điểm đó đã xuất hiện, không ai khác chính là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn. Và món quà ABG, những tài liệu mật yêu cầu duy nhất mobile phone được phép mua ABG nhanh chóng được tập hợp và hợp thức hóa một cách nhanh chóng theo yêu cầu của Trương Minh Tuấn và đã được gấp rút ký trước thềm đại hội đảng 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhờ khoản tiền hơn 3 triệu đô la như thế, không chỉ có Tô Lâm vào Bộ Chính trị, Trương Minh Tuấn trúng ủy viên trung ương chót lọt mà còn
một lô một lốc, những lãnh đạo khác cũng được ăn theo. Việc mua bán phiếu bầu cho các chức ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng 12 diễn ra phổ biến và công nhiên giữa ban ngày ban mặt. Người ta nói rằng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 kết thúc triều đại của Nguyễn Tấn Dũng là một đại hội mang tính kinh tế thị trường, nghĩa là lãnh đạo Đảng thả sức thuận mua vừa bán ghế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các tay chân bên phe Đảng khi ấy biết rõ điều đó. Hết sức phẫn nộ xong đành bất lực. Công cuộc chỉnh đốn Đảng của Đảng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng ngay lập tức sau Đại hội Đảng 12 và Đinh La Thăng bị tống vào tù một cách một phần cũng từ lý do cho bỏ tức đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 kết thúc với thắng lợi của phe nhóm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự hà hơi tiếp sức của Bắc Kinh. Ngay lập tức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chọn Bộ Công an làm điểm đột phá thông qua dự án sắp xếp và chấn chỉnh cơ cấu tổ chức nhân sự của Bộ Công an, hay còn gọi là đề án tái cấu trúc Bộ Công an. Đáng chú ý, kế hoạch chi tiết này do chính Bộ trưởng Công an Tô Lâm trực tiếp soạn thảo đề xuất. Với nội dung bao gồm bãi bỏ 6 tổng cục hiện có và giảm số đơn vị cấp cục từ 126 như hiện nay xuống còn 60. Và theo các nhà phân tích thì chỉ riêng việc sắp xếp này đã đụng chạm đến 300-400 tướng tá công an đang tại chức, với mục đích tiêu diệt và quét sạch tàn dư tay chân của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây và Chủ tịch nước Trần Đại Quang hiện nay. Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biết rõ âm mưu của Tổng Trọng hơn ai hết. Nhất là vào thời điểm đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phá lệ tham gia trực tiếp Đảng ủy Công an Trung ương, chấp nhận dưới quyền của Ủy viên Bộ Chính trị. Chính vì thế, đang ở vị thế tay chân thân tín của 3X Nguyễn Tấn Dũng, đàn em của Trần Đại Quang nên Tô Lâm đột ngột quay ngoắt lại phạt thầy Nguyễn Tấn Dũng đánh anh Quang để hầu hạ chủ mới là Nguyễn Phú Trọng, hòng thoát thân. Với hai cái án treo lơ lửng vì hai tội, mua ghế Ủy viên Bộ Chính trị và ký văn bản yêu cầu duy nhất mobile phone được phép mua Aberger vì liên quan đến an ninh quốc gia. Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố phải bắt hàng bằng được Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá, thì Tô Lâm thấy rằng cơ hội đã đến và quyết định bằng mọi giá làm toại nguyện đồng chí Tổng Bí thư. Thượng tướng khi đó, ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Bộ Chính trị, một người phụ trách an ninh đối ngoại, thừa kiến thức để hiểu rằng hành động bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin sẽ gây ra những tổn thất cực kỳ to lớn cho phía Việt Nam. Nhưng để thoát thân và lấy lòng ông Tổng tỉnh Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm đã nhắm mắt làm can. Cũng nhờ vậy mà đại án mobile phone mua Aberger làm thất thoát của nhà nước 7.086 tỷ Việt Nam đồng đã chìm xuống một cách ngoạn mục đến khó hiểu. Người Trung Quốc xưa có câu điểu tận cung tàng, nghĩa là khi chim đã hết thì người ta vác cung đi một nơi không dùng đến nữa. Nguyên câu Hán văn rảo thố tử tẩu cầu phanh, cao tẩu tận lương cung tàn, địch quốc phá mưu thần vong, nghĩa là thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt, chim bay cao hết, cung tốt vứt bỏ, nước địch phá xong mưu thần bị giết. Bây giờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể bỏ qua tội trạng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vì đã đền ơn. Song các tướng chùm an ninh Bùi Văn Nam và tướng chùm cảnh sát Lê Quý Vương chắc chắn sẽ không thể bỏ qua. Nhất là chiếc ghế Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bộ trưởng Bộ Công an mà Thượng tướng Tô Lâm đang nắm giữ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.